quả là chúng ta làm lệch lạc trọng trách của mình. Việc đáng làm chúng ta lại không làm. Việc không đáng làm chúng ta lại dùng hết thì giờ vào đó. Ví như người chết đã nằm cứng đờ trong quan tài mà 3-4 vị tăng ni có khi nhiều hơn thường trực tụng kinh cho họ nghe. Thử hỏi đã nghe được những gì đúng theo tinh thần Phật giáo. Người chết sau khi tắt thở thì nghiệp thiện ác theo đó đi thọ sanh. Có ai còn lẩn quẩn ở bên quan tài để chúng sanh tụng kinh cho họ nghe đâu? Việc làm này quả thật là không đáng, mà chúng ta tốn nhiều thì giờ. Vì thế, việc tối quan trọng là giảng kinh dạy đạo. Chúng ta phải bê tha đi. Nếu thật người chân chánh xuất gia, chúng ta phải điều chỉnh lại. Đừng để đi mãi trên con đường sai lầm như thế. Chúng ta hằng nhớ trọng trách của mình là phổ biến chánh pháp lợi ích quần sanh, không phải vì tụng cúng để được lòng Phật tử. 3. Dịch kinh, viết sách. Kinh điển Phật giáo hiện giờ chưa được phiên dịch. Hết ra chữ Việt, thế là trọng trách tăng ni còn nặng nề biết mấy. Những bản kinh chữ Phạn sang Trung Quốc, người ta đã phiên dịch thành chữ Hán. Tạng kinh chữ Hán có mặt ở Việt Nam là khá lâu rồi. Tăng ni Việt Nam chưa phiên dịch được 1/10. Cho đến khi nghi lễ tụng niệm hàng ngày cũng vẫn được đọc theo phiên âm chữ Hán. Quả là một thiếu sót to tát của Phật giáo Việt Nam. Tại sao tăng ni không dùng hết thì giờ của mình trong việc là học tập để phiên dịch kinh điển? Bởi vì Phật tử đòi hỏi việc chưa đưa ma cúng đám. Tăng ni mới thiếu thì giờ học tập. Tăng ni là người hướng dẫn Phật tử. Tại sao chúng ta mãi để những đòi hỏi không đáng làm mất thì giờ vàng bạc của người tu? Chính tại tăng ni không gan, chẳng dám nói thẳng, sợ mất cảm tình, khích lệ là tệ đoan càng ngày càng thêm.
Đây, những thế, có một thiểu số tăng ni lại bài biện đúng cách rối ren, khiến cho đã mất thì giờ, lại thêm mất thì giờ. Những kẻ làm bề ngoài xem dường như thương Phật Pháp, kỳ thật họ lợi dụng Phật Pháp làm kế sanh nhai. Người Phật tử dốt nát không biết thấy bài biện chừng nào thì lại càng thích chừng nấy. Người Phật tử dốt nát không biết thấy bài biện chừng nào lại càng thích chừng nấy. Quả thật kẻ mù dắt đám mù. Kinh điển là những phương thuốc độ đời. Tăng ni là người chịu trách nhiệm truyền bá, mà không dùng hết thì giờ học tập phiên dịch. Thật là trái với bổn phận biết bao. Tổ tiên chúng ta khi xưa học Hán, nên tạng kinh chữ Hán vốn không có gì là khó khăn. Hiện nay chúng ta học chữ Việt, tạng kinh chữ Hán là một cổ ngữ không bao giờ đọc được. Tăng ni hiện nay không cố gắng dịch ra chữ Việt, vô tình chúng ta để giáo lý chết khô và chôn sâu trong các tủ kinh nhà chùa. Thọ cúng dường. Khi xưa Phật còn tại thế, nếu Phật tử muốn thỉnh Phật và tăng chúng cúng dường, Phật đều thọ nhận đúng giờ thọ trai. Phật và chúng tăng phải đến nghỉ ngơi giây lát rồi thọ chay. Thọ chay xong, trong gia quyến tụ tập ngồi xung quanh Đức Phật. Ngài vì gia quyến thuyết pháp xong, Phật vì gia quyến mà chúc lành, đứng dậy ra về. Thế thì người cúng dường vì Phật và tăng chúng mà cúng. Người thọ cúng dường cũng vì gia chủ hiện tại mà thọ. Phật thuyết pháp chúc lành cũng là ngài sống hiện có mặt. Đúng là ý nghĩa độ sanh. Ngày nay chúng ta lại khác. Gặp ngày tuần, ngày giỗ của cha mẹ, Phật tử thỉnh tăng ni cúng dường. Tăng ni thọ trai xong, vì người chết tụng một bí kinh cầu nguyện. Cầu nguyện xong ra về. Như vậy, người cúng dường vì kẻ chết mà cúng, người thọ cúng dường cũng vì kẻ chết mà cầu nguyện, cả hai đều vì người chết. Quả là
Phật giáo độ tử. Đâu còn là nghĩa độ sanh. Tăng đi đúng là không có lợi ích gì cho người hiện tại. Chỉ cầu lợi ích cho kẻ quá cố. Song người quá cố chắc gì có mặt ở đây. Nếu người quá cố đã phát sanh nơi nào rồi, việc làm này có phải là viển vông, không thiết thực chăng? Tại sao? Chúng ta không giữ theo nếp xưa, thực hành đúng tinh thần, cúng dường Phật và tăng chúng thọ trước. Để ý nghĩa độ sanh được trọn vẹn, sự lợi ích cụ thể thiết thực tròn đủ 100%. Trước đã quá hay, tại sao nay chúng ta lại bỏ lỡ? Nay thật dở, tại sao chúng ta lại theo? Ở đây chúng ta cần thỉnh lại, đừng để đưa Phật giáo vào cõi chết. Gây thêm mê tín cho Phật tử. Trái với đạo lý giác ngộ chân thật của Đức Thích Ca. Hơn nữa, khi xưa Đức Phật thuyết pháp cho dân chúng nghe, nhân nghe pháp dân chúng liền cúng dường cơm. Phật không thọ nhận. Phật cho nhận như thế. Là nhờ giảng dạy nên mới có cơm ăn. Không phải do lòng chân thành phát tâm cúng dường của Phật tử. Ngày nay, tại sao chúng ta đi tụng kinh? Ngày nay, tại sao chúng ta đi tụng kinh cho Phật tử? Để được cúng cơm, cúng tiền, hoan hỷ thọ nhận. Làm thế có phải đi tụng kinh thuê chăng? Có trái với tông chỉ của Phật ngày xưa. Ngày xưa, Đức Phật cao cả thanh bạch đến thế. Ngày nay chúng ta thi tiện thấp hèn lắm vậy. Đây cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm, chỉnh đốn lại. Đừng để những tệ tục cứ dắt mãi chúng ta. Trong đường bê tối, thậm chí hiện nay có một ít tăng đi đến tận nhà Phật tử dùng đủ lời lẽ để khuyên tuổi. Thật đau lòng thay, đạo lý nào dạy những điều ấy? Dĩ quyển độ chân. Hoặc có người nói những việc cố
cúng đám ma chay cho các Phật tử chẳng qua dĩ quyển độ chân. Nhân cơ hội tăng gia bối rối, chúng ta đến với họ để có cảm tình, dẫn dắt họ vào đạo. Nhưng xin đặt câu hỏi, nếu vì cảm tình đến với đạo, mai mốt mất cảm tình thì sao? Chủ trương đạo Phật là tự giác tự nguyện. Nếu không bị lẻ thính giác đến với đạo, người ấy vẫn chưa xứng đáng là Phật tử, huống chi vì nhiều chiều theo cảm tình của họ. Tăng đi mất hết giá trị cao thượng thanh nhã của mình, được đôi ba người Phật tử mà người truyền giáo mất hết giá trị. Thử hỏi việc ấy có đáng làm hay không? Chúng ta đồng ý nếu cần tăng ni đến dự đám ma đám tuần tại nhà Phật tử, song với điều kiện tăng gia thân quyến tụ họp lại để nghe tăng ni giảng một thời kinh xong rồi hồi hướng công đức cho người chết. Tăng ni ra về như thế khả dĩ nói dĩ quyện độ chân được, bởi vì nhân người chết chúng ta giáo hóa kẻ sống cho hiểu đạo lý. Đám tuần ngày kỵ đều nên tổ chức như thế. Việc làm này không trái với chánh pháp. Hoặc có người nói Phật giáo từ bi khi giáo hóa kẻ dương là nghĩ đến người âm. Muốn làm sao cho âm dương lưỡng lợi mới đầy đủ lòng từ. Chúng tôi từ ý lẽ này, nhưng trong chùa trước khi thọ trai, Phật dạy tăng ni phải cúng chim đại bàng, quỷ la sát và các quỷ thần. Không phải vì kẻ âm là gì? Mỗi chiều ở chùa hầu như đều dùng nghi mông sơn để cúng cô hồn. Đâu không phải vì kẻ âm. Hằng đêm ở chùa hay thời công phu tịnh độ sau đó đều phục nguyện âm siêu dương thới. Còn gì không đủ lòng từ bi? Nếu Phật tử có lòng hiếu thảo muốn cầu nguyện cho thân nhân, cứ đến chùa vào những thời nguyện cho. Có thế không mất thì giờ tu hành của tăng đi. Phật tử cũng được mãn nguyện. Biết tôn trọng những bậc thầy hướng dẫn mình mới gọi người ấy biết đạo đức. Vì lòng riêng của mình để bậc thầy mình mất hết giá trị cao thượng là đạo đức chỗ nào? Sự hướng dẫn không khéo, cả thầy lẫn trò làm việc vô nghĩa. Còn thuốc chuốc lấy sự đau khổ là khác.
Khi Phật còn tại thế, chúng ta có nghe Ngài đi đưa đám lần nào đâu. Cho đến chư tỳ kheo môn, đồ của Phật cũng không nghe đi đưa đám lần nào. Tại sao chúng ta hiện nay cứ bận rộn đám ma, đám trường ngoại? Thế mà chúng ta đã đi đúng đường Phật hay đã sai rồi? Cần phải vận dụng công tâm xét lại điều này. Bởi tăng thi xuất hiện trong xóm làng đều do nhà có ma chay, nên bất thần thấy tăng đi đến nhà của người nào, họ liền ghét sợ, coi như một điểm bất thường. Thường sắp đến cho gia đình họ. Thật là ngày xưa xem một vị tăng đến là ông Phật lại. Ngày nay thì ngược lại, thử hỏi còn gì hổ thẹn cho bằng. Kết luận, chủ yếu Phật giáo độ sanh. Một cách thiết thực, người môn đồ Phật giáo phải thấy rõ điều này. Tất cả hành động, mọi tổ chức đều nhắm thẳng giáo hóa chúng sanh bằng con đường từ bi giác ngộ. Đem hạt giống từ bi giác ngộ gieo gắt trong lòng của mọi người, là truyền bá đạo Phật. Ngược lại, đem tình cảm mê tín gieo gắt trong lòng tín đồ. Thử hỏi đây là truyền đạo gì? Vì giải thoát cho mình, cho chúng sanh chăng? Nên chúng ta đi tu, tại sao chúng ta trở thành là kẻ chiều chuộng phục vụ tín đồ? Để được cơm áo gạo tiền, quả là điều sai đạo lý. Không hợp với chánh pháp, chúng ta phải gan dạ đập tan những tạp tục sai lầm ấy, đem lại cho con đường tu hành cao thượng thanh bai cho chính mình và huynh đệ mai sau. Trọng trách của chúng ta không phải đóng khung trong một nhóm bổn đạo. Mà phải đem đạo giáo ngộ giải thoát lại cho toàn thể chúng sanh. Làm được như vậy mới đúng tinh thần Phật giáo độ sanh. Luân hồi mở đề. Có một số người bảo nhà Phật nói luân hồi để ru ngủ cho con người trong giấc mơ mê tín. Chúng ta khảo sát kỹ coi câu ấy có đúng thế không. Đó là nhiệm vụ của người truyền bá đạo giáo. Cần phải làm sáng tỏ vấn đề này, bởi thuyết luân hồi là một thuyết quan trọng trong nhà Phật.
Nếu là mê tín thì đạo Phật là đạo mê tín hay sao? Hẳn không phải là thế. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Truyền bá những lẽ thật. Mình giác ngộ được cho chúng sanh biết là nhiệm vụ của Đức Phật. Chúng ta là người nối bước. Theo sau Đức Phật, cần phải nghiên cứu tường tận, phải bày tỏ rõ ràng để mọi người được hiểu. Khởi sanh nghi ngờ là một điều cần yếu, không thể thiếu được. Lý luân hồi là một cơ cấu hệ trọng trong Phật giáo, bao gồm cả nhân quả. Nghiệp báo là căn bản đạo đức của người tu Phật. Không thông lý luân hồi, người Phật tử khó bề tu tiến được. Do đó chúng ta cần phải tìm hiểu cho thấu đáo. Định nghĩa luân hồi là xoay dần, cứ mãi đảo lên lộn xuống xoay dần trong khuôn khổ cố định. Mọi sự thay biến chuyển, không đứng yên một vị trí nào. Hằng xê dịch, biến thiên từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ hình tướng này sang hình tướng khác. Tất cả sự biến thiên đều tùy duyên, thăng trầm không nhất định là luân hồi. Luân hồi là sự thật. Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy luân hồi là một triết lý thực tiễn, không còn gì phải nghi ngờ. Bởi vì con người là vũ trụ hiện tại đều nằm trong một định luật biến thiên. Quả đất luân hồi nhờ khoa học phát minh cho biết quả địa cầu chúng ta đang ở xoay tròn quanh một cái trục trong không gian. Do sự xoay dần này, phía nào của quả đất hướng về mặt trời là sáng, phía bị khuất là tối. Từ đó con người mới đặt ra thời gian. Sự xoay dần này không phải luân hồi là gì? Quả đất xoay khiến có ngày đêm và 24 tiếng đồng hồ nhịp nhàng theo chiều quay của trái đất. Lại có chia xuân hạ thu đông do sự xê dịch gần và xa của mặt trời. Từ sự xoay tròn của trái đất nảy sanh thời gian. Thời gian và trái đất đều là luân hồi. Quả đất là chỗ tựa nương để sống còn của vạn vật, và con người bản thân nó đã luân hồi thì những vật tựa nương vào nó làm sao khỏi luân hồi? Thế thì cả vũ trụ lẫn vạn vật
cùng toàn thể chúng sanh đều là luân hồi. Đó là một sự thật. Căn cứ trên khoa học, chứ không phải là chuyện huyền thoại mơ hồ. Thể theo sự nhận xét tổng quát này, chúng ta cần đi chi tiết hơn cho dễ hiểu. Vạn vật luân hồi, muôn vật trên quả địa cầu đều cùng chung luân hồi. Về sinh vật từ cái cây ngọn cỏ, bởi do hạt nảy mầm tăng trưởng thành cây, cây sanh hạt, đảo đi đảo lại mãi không cùng. Các loài động vật thì từ trứng nở thành con lại sanh trứng, hoặc từ bào thai thành hình, khi trưởng thành lại có bào thai, lẫn quẩn lanh quanh không cùng. Đó là chúng ta nói sự luân hồi. Trong cuộc tiếp nối, đến ngay bản thân sự vật cũng bị luân hồi. Chúng sanh trưởng thành là do đất nước gió lửa. Khi tan hoại cũng trở về đất nước gió lửa. Tụ lại tán ra trong diễn biến, chuyển chẳng cùng. Bản thân đất nước gió lửa vẫn bị luân hồi. Nhưng sáng sớm, chúng ta lấy thau múc vào 1/3 thau nước đem để ngoài trời nắng. Đến chiều thau nước cạn khô. Thử hỏi, nước đi đâu? Nước mất hết rồi sao? Nước không đi đâu, nước cũng chẳng mất. Chẳng qua nước là thể lỏng do ánh nắng nóng bốc lên thành thể hơi. Hơi theo gió bàng bạc trong hư không, nào có định xứ. Thế hơi gặp khí lạnh động lại rơi xuống thành nước. Nước lại bốc thành hơi. Cứ thế mãi luân hồi không cùng. Gió lửa, đất cũng thế. Tùy duyên, từ hình thái này đổi sang hình thái khác. Đổi đổi thay thay. Không có ngày cùng. Tìm chỗ bắt đầu và chung cục của chúng không thể được. Hình tướng trạng thái luôn luôn đổi thay. Thật vẫn không bao giờ mất. Từ một hình tướng thô đổi thành là một trạng thái tế. Với cái nhìn thô thiển của người ta, bảo là mất, thật sự nào có mất, chỉ là biến thái. Con người luân hồi. Nói đến con người tạm chia làm hai phần. Vật chất và tinh thần như bóng đèn và điện. Ngọn đèn phát
quy được ánh sáng, mãi có đủ hai điều kiện là hỗ tương nhau. Có bóng đèn mà không có điện trở thành vô ích. Có điện mà không có bóng đèn cũng vô nghĩa. Sự hỗ tương giữa điện và bóng đèn không thể tách rời, không thể đặt giá trị thiên trọng, không thể xem như chủ khách. Cần phải thấy sự tương quan, bất khả phân ly, tinh thần và vật chất của con người cũng thế. Mọi sự phân chia, khinh trọng đều sai ý nghĩa chân thật của nó. Vì muốn thấy sự luân hồi tường tận, chúng ta tạm nhìn con người ở hai mặt để dễ bề nhận xét. Vật chất luân hồi, phần vật chất của con người. Nhà Phật chia tổng quát làm bốn phần. Phần đất, nước, gió, lửa. Những loại cứng trong thân người như da thịt, gân xương, tóc, lông, răng, móng thuộc về đất. Các loại ướt như máu mủ, mồ hôi, đàm, dãy, nước mắt, nước mũi thuộc về nước. Hít không khí vào cho phổi hô hấp và tim đập, quả mạch máu chảy. Mọi thứ động thuộc về gió. Nhiệt độ trong người làm cho thức ăn tiêu hóa, máu không đông đặc, ấm áp toàn thân. Thuộc về lửa. Bốn thứ này thiếu một là con người chết ngay. Ở đây chúng ta phân tích sự luân hồi từng thứ. Đất luân hồi thâu nhận tế bào mới, đào thải tế bào cũ, thay mới, đổi cũ không lúc nào dừng. Ấy là luân hồi. Cho đến thân này sống nhờ ăn những thứ có chất độc. Đất khi chết nó tan hoại trở thành đất. Khi sống mượn những chất đất bồi dưỡng, lúc chết trả lại cho đất, hợp lại tan ra. Tan ra hợp lại, không phải luân hồi là gì? Nước luân hồi, máu từ quả tim chảy khắp các mạch. Rồi trở về quả tim, chạy ra trở về chạy ra. Sự tuần hoàn như vậy gọi là luân hồi. Cho đến khi sống mượn nước để bồi bổ chất ướt trong thân. Lúc chết chạy ra trở về lòng đất. Sự mượn trả mà không bao giờ mất, ấy là luân hồi. Gió luân hồi,
hít không khí vô, thở không khí ra. Hít vô thở ra cả đời như vậy là luân hồi. Nhờ cái động của thở hít không khí, mà các cơ quan trong toàn thân hoạt động. Các cơ quan hoạt động là thân sống. Đến khi thở không khí ra mà không khí lại liền ngừng hoạt động, tức là thân chết. Thế thì sự sống của thân này đích thực do luân hồi của gió. Gió ngưng luân hồi thì thân phải hoại diệt. Lửa luân hồi do những thức ăn có chất nóng nuôi dưỡng phần lửa trong thân. Lửa dùng sưởi ấm toàn thân, thiêu đốt vật thực. Lại do vật thực bồi bổ chất lửa. Cứ tiêu dùng bồi bổ tiêu dùng, đảo đi đảo lại là luân hồi. Khi tiêu dùng mà không bồi bổ kịp, lửa từ từ tắt. Con người chết, lửa không bồi bổ kịp. Lửa từ từ tắt, con người chết, lửa ấy trở về với thiên nhiên. Tùy duyên chuyển biến trong không gian mà chưa bao giờ mất là luân hồi. Tóm lại, tứ đại tụ hợp quân bình nhau là con người sống khỏe mạnh. Nếu thiếu quân bình là ốm đau, phân tán thì tử vong. Trong khi tứ đại tụ hợp trong thân này luôn luôn biến chuyển tuần hoàn. Không được ngăn trệ ứ động. Vừa bị ngăn trệ ứ động là thân này nguy ngập. Sự biến chuyển tuần hoàn của tứ đại trong thân con người gọi chung là vật chất luân hồi. Sở dĩ nói luân hồi là biến chuyển mà không phải mất hẳn. Tinh thần luân hồi, tam sở luân hồi. Phần tinh thần của chúng ta luôn luôn thay đổi bất thường, không bao giờ đứng yên một vị trí. Những thứ buồn vui, yêu ghét, thương giận, lành dữ phải quấy thường thay mặt đổi mài như trên sân khấu. Có khi chúng ta hiền lành như ông Phật, có lúc giận dữ như con cọp đói. Nhiều lúc vui vẻ, yêu thương, lắm khi bực bội, thù địch. Những tâm trạng đổi thay không lường được. Chính tự thân chúng ta cũng không ước đoán. Sự buồn vui, thương ghét, đổi thay, thăng giáng,
nơi nội tâm. Chúng ta gọi là luân hồi. Nói chung, nơi con người chúng ta. Hai phần sự luân hồi của chúng ta là sự hoạt động sống còn của ta. Biết rõ vật chất tinh thần chỉ đổi thay hình tướng trạng thái, chứ không một vật nào mất. Nếu thấy mất, chẳng qua do cái nhìn cạn cợt, nông nổi mà kết luận như thế. Thực tế của nó là biến thiên mà bất diệt. Thấy đến chỗ tận cùng ấy. Bởi khởi nghi ngờ về lý luân hồi, sự luân hồi ngay trong thân hiện tại này là hiện tại luân hồi. Đến sự tụ lại tan ra tụ lại của thân con người là luân hồi đời này sang đời khác. Mọi sự tụ tán đều tùy duyên khiến cho hình tướng trạng thái đổi khác. Ví dụ, nước do duyên nóng bốc thành hơi. Gặp duyên lạnh, cơ động thành khối. Sự biến thái này đều do duyên quyết định. Duyên quyết định do sự luân hồi của con người là gì? Là nghiệp. Nghiệp là động cơ chánh yếu trong cuộc luân hồi của con người. Động cơ luân hồi. Nghiệp là hành động từ thân tâm con người tạo thành. Khi thành nghiệp rồi, nó thúc đẩy dẫn dắt con người đến chỗ thành quả của nó. Chính nó là động cơ quan yếu đẩy mãi trong vòng luân hồi không dừng của tất cả chúng sanh. Cơ quan tạo nghiệp có ba thứ: thân, miệng và ý. Nói đến nghiệp là nói đến sự toàn quyền quyết định nơi mọi người chúng ta. Không ai tạo nghiệp thế cho chúng ta. Cũng không ai có thể thay thế nghiệp cho chúng ta. Chúng ta là chủ nhân tạo nghiệp. Cũng là chủ nhân thọ báo. Trọng trách của mọi sự khổ vui hiện tại và mai sau đều do chúng ta quyết định. Chủ trương nghiệp là chủ trương giành lại toàn quyền cho con người. Chúng ta là chủ nhân của chúng ta hiện tại là vị lai. Không phải một đấng thượng đế hay một tha nhân nào khác tạo thành. Một cuộc sống an vui hay đau khổ cho chúng ta. Mà chính do thân miệng ý của chúng ta trong quá khứ cũng như hiện tại gây nên. Chúng ta thừa nhận nghiệp do mình tạo ra. Đã tước hết mọi quyền năng
của các đấng thiêng liêng, của định mạng, của tướng số và của đuổi mai là hành động, là thói quen nên có thể chuyển đổi. Chỉ cần nỗ lực và bền chí. Nghiệp có nghiệp thiện và nghiệp ác. Nghiệp ác là hành động làm cho người khổ và mình khổ, hoặc ở hiện tại hay ở vị lai. Hành động này do ba cơ quan tạo nên: thân, miệng, ý. Thân làm ác để cho thân buông lung, thích hành động, ghét hại, sân mạng người, hoặc thích trộm cướp tài sản của người, hoặc đắm say, đâm, giật trái phép là nghiệp ác của thân, vì hành động này làm cho người khổ và mình khổ. Nếu hiện tại chưa đến thì vị lai cũng chịu. Miệng làm ác, miệng ưa nói lời dối trá, lời độc ác, lời ly gián, lời thiêu dệt. Lời nghiệp ác của miệng. Vì những lời nói khiến cho người nghi ngờ, bực tức, đau khổ, mang tai họa. Nên hiện tại hoặc vị lai mình cũng phải nhận lấy hậu quả đau khổ ấy. Ý làm ác, si mê, tham lam, nóng giận là nghiệp ác của ý. Chính nó là động cơ thúc đẩy thân làm ác, miệng nói ác. Bản thân nó thì chưa làm hại được ai. Song do nó khiến thân xác phạt người, miệng chửi bởi nguyền rủa người, thân miệng mà không động với tham sân si thì tự nó không có lỗi làm gì. Thế nên tuy nói ba cơ quan tạo nghiệp mà ý là cơ quan hệ trọng hơn cả. Nó là chủ động của hai cơ quan kia. Nghiệp thiện, những hành động đem lại sự an ổn vui vẻ cho người. Và mình là nghiệp thiện. Sự an ổn vui vẻ chẳng những có trong nghiệp tại là còn đến vị lai. Cũng do ba cơ quan tạo thành nghiệp thiện thân miệng ý. Thân làm lành. Thân không giết hại người. Không trộm cướp tài sản người. Không đâm vật phi pháp và nghiệp thiện của thân. Tại sao? Không làm ba nghiệp ấy là thiện. Bởi vì con người quý nhất là sanh mạng.
chúng ta không hại thân mạng họ, thì họ đến với chúng ta một cách an ổn, không sợ sệt. Thứ yếu là tài sản. Con người tự thấy tài sản là huyết mạch của họ. Chúng ta nhất thiết không trộm cướp thì họ đến với chúng ta cũng như chúng ta đến với họ. Điều được an vui, không hồi hộp lo âu về mất của. Hạnh phúc của gia đình là vợ chồng hòa thuận, tin yêu, trinh bạch với nhau. Nếu vợ chồng hay chồng có tình ý riêng tư với ai thì gia đình mất hạnh phúc. Chúng ta giữ gìn không theo sự đam dật phi pháp. Đến với gia đình ai, họ đều an ổn vui vẻ, không nghi ngờ, sợ sệt chi cả. Gìn giữ ba điều này, chúng ta đã ban sự an ổn vui tươi cho bao nhiêu người rồi. Cũng chính là đem lại sự an ổn vui tươi cho gia đình chúng ta. Miệng làm lành, miệng không nói dối, không dối trá, không nói ác độc, không nói ly gián, không nói thiêu dệt, là miệng làm nghiệp lành. Vì sao? Bởi vì nói dối, dối trá khiến cho người nghi ngờ, mất niềm tin, đã không tin nhau, làm gì có thương mến. Thế nên, nói dối là căn bản khiến cho con người mất hết tình thương. Nói ác độc khiến cho người nghe sanh phẫn nộ, bực dọc, đau khổ. Nói ly gián làm cho thân thuộc họ phải chia lìa, tạo thành cái khổ ác liệt ly, biệt ly. Nói thiêu dệt là tô điểm không đúng chân lý, khiến cho người không tìm được lẽ thật. Chúng ta quyết định gìn giữ miệng không nói. Bốn điều trên là tạo được tình thân giữa mình và người. Đem lại cho mọi người sự an ổn, bảo vệ được tình thân của người. Giúp cho người dễ nhận ra lẽ thật. Thế là chúng ta đã tạo điều kiện tốt đẹp cho xã hội biết mấy. Ý làm lành, ý không có tham sân si, là ý làm nghiệp lành. Chúng ta thường thấy mọi sự bất bình, đổ vỡ đều phát ngôn từ tham sân si. Nếu chúng ta không thể tham sân si dẫn dắt, hoành hành, thì cả cuộc đời chúng ta được an ổn. Cũng là nguồn an ổn cho mọi người. Ba thứ này gọi là tam độc, vì nó gây đau khổ cho mình và người không thể lường trước được. Người nào kiềm cương giữ thắng được nó, bảo đảm được mọi người sống an lành, cũng bảo vệ được an ninh trật tự cho
cho mọi người. Ngược lại, kẻ nào buông cương, thả thắng, nó sẽ lôi đời họ vào hố sâu nguy hiểm, cũng gây họa hại cho khách bàng quan không ít. Thế nên không cho tham sân si nổi dậy là giữ gìn sự an ổn vẹn toàn cho mình và mọi người. Khả năng của nghiệp. Nghiệp là cái không có hình tướng mà có khả năng đáng kể. Quý như gió, tuy không thấy hình tướng mà nó thổi, đất nước đều lung lay. Nghiệp cũng thế, bình thường chúng ta không thấy nó, mà nó lại lôi chúng ta đi khắp nẻo luân hồi. Sở dĩ nó có khả năng mạnh mẽ như vậy là do tập quán lâu ngày. Như người tập hút thuốc, buổi đầu khói thuốc chỉ cảm thấy khó chịu, nhưng tập lâu ngày thành ghiền. Khi ghiền rồi mới với giá nào cũng phải tìm cho có nó. Thử hỏi cái ghiền ấy hình tướng ra sao mà điều khiển con người một cách mãnh liệt như thế? Quả thật không ai biết tướng mạo của nó. Nhưng khi nó đòi hỏi người ta phải chạy ngược chạy xuôi tìm ra thuốc hút, bệnh ghiền rượu khả năng còn mạnh hơn. Từ những hớp rượu cay xé mồm, tập mãi thành quen, bắt đầu ghiền rượu, không ghiền, không có rượu khiến cho người ta phải ủa phải mửa, quằn quại nhọc nhằn, ngáp trời ngáp đất, quả thật chi phối hết khả năng con người. Cho chúng ta, chính chúng ta tự tập lâu thành ghiền, cái ghiền ấy do mình tạo rồi mình chịu. Cái ghiền ấy có ma lực gì? Đày đọa hành hạ con người đến thế. Hắn không có ma lực gì, chẳng qua tập lâu ngày thành thói quen. Thói quen càng lâu, sức càng mạnh. Đã tự chúng ta tập thành bệnh.